Quý vị nên nhớ học Phật Pháp là gì? Ngày ngày hung tập Trong kinh đơn già nói là bất tư người hung Bất tư hung đó, người hung là hung và huấn tập đó. Đã, Sự hung tập nó không thể nghi bàn Mỗi ngày mình nghe chút nghe chút vậy Dần dần nó thấm vô lúc nào quý vị Nó thấm vào, nó thấm nhập vô trong tâm mình lúc nào Và dần dần nó trở thành của mình Cho nên gọi là bất tư người hung một cái gì đó mình tiếp xúc qua nhưng mà tiếp xúc qua nhiều dần dần, dần nó từ từ nó hung tập hung tập dần dần nó thành cái, chính của mình mà cái chính mình rồi rồi thì mình sử dụng được mình tu được học Phật pháp là vậy đó đổi được dần dần mình phá được thân kiến biên kiến kiến thủ kiến giới công thủ là tại vì cũng nhờ bất tư nghị huân đó rồi đằng sau còn có kinh Lăng già còn nói bất tư nghị biến nữa bất tư nghị biến là gì nó biến đổi bất tư nghị nó không nghĩ thể nghĩ bàn đâu đó cho nên nó xào một hồi nó ra nó, nó có những gì nó thành ra trí huệ ba la mật nó ra chính là vậy đà la ni nó ra những cái hung tập của mình đó rất là tuyệt vời cho nên đó là bộ kinh lăng dạ thuộc xếp vào bộ thuộc bộ di thức học à, tức là bộ một trong mười mười một bộ kinh à, sáu bộ kinh của tông di thức ấy. À, có cái sự đó và thật ra nếu ai mà học hoa nghiêm ấy, cũng có cái đoạn đó đó trong kinh hoa nghiêm kinh số sao á đại sư thanh lương cũng có trích câu trong kinh lăng giả dạ, bất tư nghị hung bất tư nghị biến ấy. Đó, bất tư nghị hưng hưng là hung tập là bất tư nghị biến à, bất tư nghị biến và cái sự biến đổi cũng không thể nghi bàn cho nên mình cứ làm sao tưới tẩm hàng ngày nghe pháp đi nghe nghe mỗi ngày nghe dần dần đổi được quý việc nghe dần dần đổi được dần dần nó biến đổi được mình từ phàm phu mình sẽ chuyển thành thánh nhân từ khổ đau mình sẽ chuyển thành an vui từ sanh tử mình chuyển thành niết bàn à, từ mê mình chuyển thành ngộ ngộ nó chuyển từ từ ở trong đó đó nhiều đồng tu nghe nói ôi con nghe pháp của thầy con không thực hành được gì thật ra có đúng vậy, ít nhiều gì cũng thực hành được chút ít ít nhiều gì nó cũng thay đổi đó gọi là bất tư nghị huân bất tư nghị biến à, cho nên là, cái đó là kinh văn già dạ nói nha kinh văn già dạ nói và à, sau này nếu như chúng ta có duyên học kinh hoa nghiêm hoa nghiêm kinh số sao cũng dẫn lời trong kinh văn già dạ cho nên rất là tuyệt vời nếu như phật pháp cố gắng cố gắng miễn là gì liên tục không gián đoạn đó là vận dụng câu bất từ người phần bất từ người biến à. nên với những cái mà nó đã tiên nhập vô nhập vô trước rồi mình cứ hôn tập hôn tập dần dần bây giờ mình không tập cái gì hung tập tây phương lạc mỗi ngày niệm phật nhớ phật đúng không ạ mỗi ngày nhìn thấy hình phật cho nên quý vị thấy ngay cả hình điện thoại hay bất cứ gì đó quý vị cố gắng để hình đức phật hình mình lựa hình Phật nào thích yêu thích nhất làm sao đó lâu lâu mình cứ nhìn qua mỗi lần nhìn là một lần huân tập à, nhìn thấy Phật vào thấy một chủng tử nữa mình nhớ Phật được mình niệm được một câu Phật hiệu đừng có cho rằng mình tu trong đời sống không có hiệu quả quý vị sai lầm quý vị đi một bước chân quý vị niệm một câu Phật hiệu đó là huân tập được một câu Phật hiệu vào trong chủng tử của a Lại giải thức quý vị thấy một hình Phật là quý vị niệm được mấy câu Phật hiệu trong đó rồi và ngày ngày mình hướng tập như vậy mỗi ngày mình mỗi chút mỗi chút cộng lại nó thành nhiều gọi là bất tư nghị huân và tất nhiên cái bất tư nghị huân nó cũng có bất tư người biến nó biến đổi không thể nghi bàn nó chuyển mình đó, cho nó chuyển từ phàm phu trong đường sanh tử đến lúc lâm chung khởi ra được chủng tử phật là mình vãng sanh được nên điều có hiệu quả Phật Pháp quan trọng là lắng nghe, là kiên trì, là kiên nhẫn Không thể chuyển đổi ngay tức thời Nhưng mà có thể lâu dần, lâu dần chuyển được Đạo lý này giống như trong Kinh Lăng Nghiêm nói không? Đại Thế Chí Bồ Tát, Niệm Phật Viên Phương Chương nói là gì? Giống như người ước hương đúng không? Thì tự nhiên lâu ngày thân của họ có mùi hương thôi à Cũng vậy Người thường xuyên niệm Phật tự nhiên sẽ thành gì? Thành Phật lúc nào từ từ chuyển cho nó À, cho nên đạo lý của đó là là thí di thức học mình cho cái chủng tử nào vào nhiều thì thành chủng tử đó nó sẽ dần dần nó thành tựu hàng ngày mình niệm ta bà nhiều mình niệm thanh tử nhiều thì tất nhiên cho thanh tử mình đi vào thanh tử nếu mà hàng ngày mình nhớ nghĩ niệm nghĩ về tây phương lạc thì mình về tây phương lạc cho nên ráng nhớ nhớ phật nhiều hơn nhớ kinh nhớ điển không nhớ phật được thì nhớ kinh nhớ pháp nhớ những lời dạy đó mình nhớ những điều đó mình cứ làm bài thì dần dần mình đi vào gọi là tránh định tụ tránh định tụ tức là mình đã đi được con đường chân, chân chánh rồi pháp mình đã chính xác rồi tránh định tụ thì chắc chắn sẽ tính quả đó cho nên mới gọi là sơ quả hướng là vậy à, giống như câu chuyện ấy, người đã đi đúng hướng rồi đi con đường đó thì chắc chắn nó sẽ tới đích thôi còn người đi mà trật hướng rồi thì nó đi hoài càng đi càng xa thôi gọi là tà định tụ Đó quý vị hiểu không ạ nên, nên là mình chỉ cần bám theo kinh điển theo phật là chính xác Đó. cứ theo mình bộ này chúng ta có tổng cộng 83 bộ kinh luận 110 bộ chú sớ của tổ sư đại đức khai thị trong này chúng ta học cái bộ này còn gì tuyệt vời hơn đúng không ạ rất là tuyệt vời cứ theo thế mà tiến 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 năm này và tháng nọ dần dần càng giảng càng mở rộng thiện trang nói quý vị thiện giang không chỉ giảng trong này thiện giang còn trích nào kinh đại bổ tích đúng không nào trích kinh hoa nghiêm nữa còn trích thêm nữa cho nên quý vị học một bộ này vài năm quý vị sẽ trở thành siêu tiệt trong thế gian tại vì sao phật pháp người khác không bằng quý vị người đi học đó, như quý vị thấy như thầy huệ khánh đó, Thầy tách chứng chuyển cho chúng ta đó trình độ thạc sĩ không bằng một người chỉ cần am ôm cái bộ mấy bộ của hòa thượng nghe hoài cho nên có đồng tu hỏi uh, cũng không có hiểu gì hết nó nói thầy ơi con muốn hoàn pháp con muốn giảng pháp thì, thì, thì trang nói hẹn pháp thì hòa thượng chỉ hết rồi mà con không biết hoàn pháp làm sao nữa cứ học hết những bộ của hòa thượng đi học hết đi rồi học chữ hán nữa nó không cái gì đâu tự từ 10 năm đi quý vị thâm nhập miễn bộ phải học bộ nào học cho ra bộ đó học bộ dài không đừng học bộ ngắn học nhân dân pháp nó nằm trong tâm mình mới giảng được chứ còn quý vị nó muốn giảng pháp quý vị không có 10 năm công phu quý vị giảng thì chị cái gì. Quý học chỉ là tri thức thôi nên giảng làm sao được giảng nó không có sống động không có ai muốn nghe đâu còn khi mình ngộ rồi mình giảng bất cứ việc gì nó cũng thành đạo pháp hết bởi vì sao mình sống trong đời sống mình thấy như vậy mình đi ra ngoài đường mình thấy mỗi hoàn cảnh nào đó mình cũng thấy đó là pháp đúng không mình đã thấy đó thấy nó là pháp rồi thì mình sống được với pháp gọi là niệm pháp đó. cho nên ở tại thế gian này mình luôn luôn ở trong chánh niệm luôn luôn nhớ niệm pháp thấy một hoàn cảnh gì luôn luôn suy xét nghĩ về pháp Và nếu như quý vị tốt nữa niệm về tây phương lạc thì càng tốt hơn thấy một người đi đường họ tròn lên một áo mưa mình đi ra đường mình thấy mưa đó thì mình nhớ là tây phương cường lạc nói không có mưa dầm à, mưa về gì hết không mưa tây phương cường lạc không có mưa ôi ở đây thế giới này khổ mưa đó, mình cứ nghĩ vậy rồi mình thấy người ta mặc lên một chiếc áo mới mình nghĩ, ôi cái thế giới này khổ quá làm ăn gì đâu mà cũng phải mua áo vân vân tây phương cường lạc khỏi cần mua áo đó, thích áo nào được áo nấy đó nó là gì quý vị chuyển phiền não thành bồ đề rồi hàng ngày quý vị vô nấu cơm do gạo quý vị cầm thấy gạo vô lấy gạo ra nên nấu cơm quý vị cái tây phương lạc không phải ăn rồi muốn ăn trăm mới thức, thức ăn hiện ra nơi thân đó vì vậy mọi điều ở thế gian đều chuyển từ gì phiền não thành bồ đề chuyển mê thành ngộ chuyển phàm thành thánh chuyển sanh tử thành giải thoát chuyển ta bà thành cực lạc là đó đó quý vị thường xuyên nghĩ như vậy thường xuyên đổi ý niệm như vậy đến lúc trong bất cứ cảnh giới gì nó hiện ra giả sử mình thấy lúc đó cha mẹ người thân quyến thiệt như trong kinh địa tạng nói biến ra đó cũng quỷ nó biến ra hiện ra những người thân đã mất à, là cái ông nội của mình ông ngoại của mình ông nào đó v v hiện ra mình nhớ lại ôi những người này đã chết rồi À, thật không biết họ luân hồi về đâu thôi mình nhớ niệm phật cho họ để mà họ vãng sanh chắc họ tìm mình mình nhớ đó, niệm độ sanh đó lúc đó mình ami đạp phật ami đạp phật cái mình thấy phật tới mình đi luôn đúng không thành công đó đâu bị vũ đâu còn quý vị không đổi được lúc đó thấy ơi dạ con đi theo ba con đi theo ông vân vân con đi theo bà rồi xong bị lừa cho nên tu hành giác ngộ là giác ngộ như thế đó quý vị học như vậy đó sống động như vậy thì quý vị chuyển tất cả các niệm của phiền não ở thế gian đều đổi thành niệm phật đều thành gì giác ngộ giải thoát đều thành tây phương cực lạc được quý vị tu như vậy thì cái hội bán sanh rất lớn rất lớn dẫu có nằm mơ chăng nữa có vào trong thân trong ấm chăng nữa cũng dễ dẫn sanh bởi vì chỉ cần một cái việc gì mình khởi là đều là khởi chủng tử tây phương cực lạc được không ai à, cũng tu được đúng không cho nên hàng ngày thâm nhập kinh vô lượng thọ để làm gì thâm nhập bộ giảng này để làm gì để đổi tâm như vậy đó quý vị dần dần đâm được và có nhiều người đồng tu mới đầu họ thấy niệm phật rất khó nhưng mà thật ra kiên trì đi buông xả niệm điều vô